Vâng, chào các bạn. Trước mặt các bạn đang xem em nhân viên đang thái rồi nướng cho khách một món ăn cũng rất là thơm ngon. Quay cả hai chị ạ. Những xiên thịt nướng. Trước mặt các bạn đang được xem chính là những chiếc đùi nướng hay còn được gọi là tỏi nướng. Còn bên cạnh chính là những chiếc đuôi nướng. Cạnh đuôi nướng thì chính là thần cung dạo lực, rất là ngon và hấp dẫn. Và còn bên đây sẽ là thịt xiên nướng hay còn được gọi là thịt chả nướng. Bên cạnh sẽ là dồi nướng và gan nướng các bạn ạ, rất ngon. Và hôm nay mình lại lên thành phố Lạng Sơn, mình đã review cho các bạn một món ẩm thực cũng rất là nhiều người thích ăn. Đó chính là món thịt xiên nướng và tỏi nướng. Bây giờ các bạn theo chân mình vào review nha các bạn. Chúng ta hãy vào bếp xem anh chị đang làm những khâu như là tẩm ướp gia vị này, cho thịt xiên vào ấy để tí nữa nướng cho các bạn. Bây giờ anh đang trộn gia vị, đầy đủ gia vị để tí nữa làm những cái xiên thịt nướng các bạn ạ. Cái hành xả đá nó mơ. Cho ít mỡ nữa các bạn. Cá có gì khác à? Đây. Cú rừng. Nó bảo là nó bảo là thái cho anh cân này. Ăn ngon hơn thì có. Cái nội đấy là đến là chỉ có quả cú rừng. Con gì ở đại sứ quán này. Con bác chưa đưa xuống này. Cô chàng ăn hết một miếng rồi lại thêm miếng nữa. Đây là những cái xiên chuẩn bị xiên các bạn ạ. Để tí nữa cho lên bếp, cho lên lò. Sau khi anh đã trộn đều gia vị xong thì bây giờ hai chị sẽ xiên vào những chiếc xiên này các bạn ạ. Để tí nữa sẽ nướng cho các bạn. Đầy đủ gia vị rồi các bạn ạ. Chị xem hay xem kênh của gì đây? Sa Ba TV. Rất nhiều xiên này mà. Chắc phải tầm 40-50 xiên đấy phải không chị? Hơn đấy nhỉ? Nhìn rất là nhiều xiên đấy các bạn. Thế là vừa nướng buổi sáng và buổi chiều luôn là gì? Hết thì chiều, buổi chiều, trưa mà tùy thế. Chưa đông khách hết thì chiều lại nhận hàng. Thường thì mỗi ngày đông khách nhất là vào tầm giờ nào chị nhỉ? Thế thôi, làm như này thôi. Buổi chiều nhiều người đi làm về ấy nhở? Bia, chiều ta bia đó. Đúng rồi, món này uống bia là hợp lý. Thời gian người ta ngồi chơi được. Giờ này thì họ tranh thủ ăn xong đi làm. Nà nà lên, lên nà nà. Đây các bạn. Đã tẩm ướp rất là nhiều gia vị ở trong này các bạn ạ. Khi nướng lên mùi thơm sẽ rất là thơm. Bắt cái đồ gì một cái.
làm những bên nào. Một cửa hàng ở bên nào? Ở bên kia. Ừ. Bây giờ anh đang nướng thịt chả nướng. Rồi và gan. Rồi gan. Nướng món ăn, nướng món mồi không thể thiếu được khi các bạn nhậu bia các bạn ạ. Thơm không? Thơm không? Anh ở đó 15 đấy. Các bạn có thể thấy trước mặt đang là những xiên thịt chả nướng đã được nướng xong. Rất là thơm ngon và hấp dẫn các bạn ạ. Quay cận cảnh. Đây là thịt xiên nướng gan. Đây là cái dòng tốt thì cả đồ chị các bạn về. Đây là rồi xếp rồi giao các bạn ạ. Có ba đúng rồi, xếp cho tôi. Có ba bọc có sống, ba bốn bọc đi. Thế cho hết vào một cái hộp vào được ạ. Quả xếp vào đồ cho con đấy. Các anh quay rồi thì quay em xinh xinh này nhiều. Quay cả hai chị ạ. Ok chưa? Tuốt đây là những chiếc tỏi nướng các bạn ạ. Chuẩn bị cho đi lò các bạn nhé. Lào chỗ nào Lào? Đi Lào thật mà. Đi ở chỗ nào Lào? Đi khắp Lào luôn. Trong huyện Viêng Chăn? Có huyện Viêng Chăn không? Có. Trong không vào anh? Hả? Anh Viêng Chăn? Thiệt đó. Mấy quá chuyện chó với chuyện xe. Đây. Tuyệt vời. Anh em hãy cùng mình thưởng thức những miếng dồi thơm ngon, nóng hổi nha các bạn. Nhân viên phục vụ tận tình luôn các bạn. Dồi gan, dồi nướng. Tôm, có thưởng thức luôn đấy. Trời luôn. Một ít lá mơ lông. Có là cái này nó ngon kìa. Đây. Anh đang thưởng thức là ăn nó còn nóng hổi thì đúng là ngon luôn các bạn. Thế rồi rồi mỡ nhá, không phải rồi dâu nhá. Đúng rồi, rồi mỡ. Không ngon khó cướng. Uống xong làm cái cúc bia nữa các bạn. Đi luôn. Tới rồi. Đấy. Vời. Okay. Được đấy. Bây giờ anh chủ quán đang nướng những chiếc tỏi nướng và những cái đuôi các bạn ạ. Và gan đấy.
anh cho thêm ít gia vị, nước thần thánh, nước chấm thần thánh, nước quyệt quyệt vào để thơm ngon khó cướng các bạn ạ. Còn người ta gọi là nước thần thánh này. Nước thần thánh, nước thần thánh. Đây các bạn, khi nóng là chúng ta sẽ phải quyệt qua một lớp nước gia vị như này. Nước thần thánh. Đuổi đây chân. Là chân, như là tỏi nướng. Đây là gọi là đùi. Bắt đầu là quyệt đúng không ạ? Vào nước thần thánh như này. Đây, nước thần thánh đây. Đầy đủ gia vị các bạn nhá, đầy đủ gia vị thơm ngon. Chay này xả có lá mơ gì. Đầy đủ luôn, gia vị luôn các bạn ạ. Khi tôi ăn nướng lên giấm vào thịt thì ăn sẽ rất là thơm ngon. Đấy. Thế gọi là thần thánh chứ. Chuẩn, chuẩn của nó luôn các bạn ạ. Đây là cái tỏi nướng các bạn nhá. Rất là hấp dẫn. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Thơm ngon, khó cưỡng. Thơm mà bốc lên rất là ngon, rất là thơm. Đây là thần công dạo dực anh. Đây là thần công dạo dực. Khẩu thần công. Đấy, đây kìa. Khẩu thần công. Khẩu thần công mà to thì có giá hơn khẩu thần công nhỏ, không như ấy ở ngoài ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Còn to là còn to hơn à? To hơn. To giá. Có giá hơn. Tuyệt vời đúng các bạn. To không có giá hơn mà. To và dài giá khác. Gấp đôi. Giá bao giờ nó cũng khác. Bây giờ ngắn như bé thì phải nhưng giá còn khác. Đây là những chiếc chân đã được nướng xong đấy, anh sẽ qua thêm một lớp nước chấm thần thánh đây. Nước thần thánh chứ không phải là ai là tên của nước thần thánh mà anh Phong nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Nó rực rỡ. Chỉ có anh mới có những cái tên hay đấy. Đấy các bạn ơi, đấy. Quá tuyệt vời các bạn. Nước thần thánh. Đây thì là gọi để khi nó khách đây để làm được đó. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho khách làm nóng lên khách ăn lúc nóng hổi. Đây là một nửa thôi đó. Ừ. Đang nóng vừa ăn thôi thôi. Đây là một nửa thôi. Vừa thử vừa ăn. Được vậy thôi. Nếu mà khách vào nếu đấy bọn em xem anh tôi lại bây giờ đã xong đâu. Lâu lắm. Đấy, vàng này giòn không cộp rồi. Đúng rồi. Hấp dẫn bây giờ. Khi nào mới nó phải sôi đi. Nước thần thánh. Nước thần thánh là sôi lên. Nước thần thánh sôi lên. Mới dạo dực. Mới dạo dực được. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Thưởng thức một bát bún chó các bạn ạ. Món bún vitamin Go Go. Đây.
sẽ nhúng xuống nước sôi. Bát rất nóng. Đây. Bát nóng hồi nữa các bạn. Đây là dồi nướng các bạn ạ. Sóc, đang sóc bún các bạn. Cho một ít nước thần thánh. Đây bà. Một bát bún đã được hoàn thành. Đến cho anh thưởng thức. Anh sẽ cho một ít nước chanh, một miếng chanh. Anh có số ớt không? Ớt đây. Một ít mắm tôm, các kiểu nước mắm. Đây, đầy đủ gia vị đây. Đây. Anh không dùng nước mắm à? Không, không dùng nước mắm bao giờ đâu. Mắm ớt đây. Một gia vị khi đi ăn bún ăn phở không thể thiếu các bạn ạ. Món này được. Có anh ăn được nhiều ớt cho xuống cũng được nhìn, mà. Nhìn đỏ lư hết nhở. Cho ít hạt tiêu. Đấy. Thơm đi. Ok. Đúng rồi. Đấy, anh thưởng thức đi. Cho cảm nhận. Đấy, anh cảm nhận đi. Đây, anh phải trộn đều một lần nữa. Đấy, để ớt và hạt tiêu nó đều lên. À, xin mời anh em nhá. Đấy, ok, thử thức đi. Nóng hổi luôn đúng không anh? Ừ, nóng hổi. Thưởng thức miếng miếng thịt miếng dồi đi. Đây là miếng dồi này. Úi giời, quá hấp dẫn. Ngon không? Buồn. Tuyệt vời anh nhỉ? Đây đấy. Tuyệt vời luôn anh nhỉ? Tuyệt vời. Nước như nào? Nước gia vị như nào? Quá đậm đà. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời luôn các bạn. Và các bạn, mình vừa bảo em gái làm cho một bát bún chó và một cái tỏi chó các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức đây các bạn. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Có cái tỏi chó là như thế này. Nhìn rất là ngon các bạn. Đây. Đây là lá ngải à? Ủa? Đấy các bạn thấy chưa? Siêu to luôn các bạn ạ. Đây, đây là bún chó đây các bạn. Đấy. Ăn cái gì trước rồi bây giờ? Tuyệt vời luôn. Mình cứ ăn cùng nhau thôi, ăn song song thôi. Không nghĩ là ăn song song cũng ăn kèm nhỉ. Vâng, xin chào các bạn. Mình vừa review cho các bạn món bún
chó và tỏi chó các bạn ạ. Bây giờ mình thưởng thức cho các bạn xem nhé. Cho ít nước mắm các bạn ạ. Đây các bạn, đây là một bát tỏi chó đây các bạn. Mình sẽ thưởng thức món này trước các bạn ạ. Đây là tỏi chó lá ngải phải không nhỉ? Lá ngải cứu à? Đây, thưởng thức nha các bạn. Chấm một ít mắm tôm nữa các bạn ạ. Chấm một ít mắm tôm. Tối nay mình cảm thấy ăn nướng thì sẽ ngon và hấp dẫn hơn. Mình thích ăn là đồ nướng hơn các bạn ạ. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ mình ăn bún nha các bạn nhé. Mình ăn một thứ một ít để cho các bạn là cảm nhận cho các bạn xem. Buổi sáng ăn ăn phở cùng bia nó không hợp mấy được. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Đây à. Đây là lá ngải các bạn ạ. Buổi sáng phải nạp năng lượng các bạn ạ. Tuyệt vời đấy. Khá ngon lắm bạn ạ. Ăn gấp bồn nữa các bạn. Tỏi chó bạn ạ. Hay đến mình là có quấy nhỉ. Khá ngon, rất ngon. Bye.
các bạn có thể đến đây để thưởng thức một lần như mình, cảm nhận xem mà thơm ngon như nào nha các bạn.